tranh văn hóa của quê hương Bắc Giang hội tụ nhiều nét đẹp truyền thống. Một trong những nét đẹp ấy, đó chính là phiên chợ vùng cao. Tân Sơn là một xã vùng cao của huyện Lục Ngạn. Nơi đây chủ yếu là đồng bào Nùng sinh sống. Mọi người vẫn nói với nhau rằng muốn tìm hiểu tập tục, nét văn hóa của người Nùng nơi đây thì hãy đến một phiên chợ. Chợ Tân Sơn có từ rất lâu. Có lẽ từ khi người Nùng sinh sống ở đây thì đã có chợ. Chợ họp vào ngày 2, ngày 7, tức mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22 và 27. Càng vào dịp Tết thì phiên 22, 27 tháng Chạp là những phiên đông nhất. Người Nùng đi chơi và sắm Tết vào dịp này. Bà Nong Thị Én là người dân tộc Nùng ở Tân Sơn. Cũng giống như mọi người dân tộc mình, phiên chợ hôm nay bà đi từ khá sớm. Hôm nay bà đến chợ bà mua gì ạ? Thì mua sắm Tết, mua đạt này, mua chè này, mua các thứ nhiều lắm. Bà ơi, chợ bây giờ với chợ ngày xưa thì có khác gì nhau không ạ? Khác hơn, đẹp hơn. Và các mặt hàng đấy thì sao bà? Các mặt hàng các thứ cái gì cũng có hết rồi, nhưng mà trước không như thế này. Thế bây giờ bà con mình cùng đi nhé. Đi thế nào cơ? Bà ơi, cái này là cái gì ạ? Cái này là cái vàng này. Vàng này á? Cái câu ơi, cái vàng này là cho xuống đây. Thật túi không? Lấy này không? Lấy 10.000 bốn cái. Cái đấy là cái gì đấy hả anh? Lấy một cái thôi. Lấy một cái thôi. Một cái thì 5.000. Lấy cái này. Lấy chưa? Lấy. Lấy gì? Cho vào đi. 2 năm 30 40.000. Này, hương này là về mình có thể dùng được khoảng bao nhiêu lâu ạ? Hết Tết. 20 ngày rồi, chắc 15 ngày thế này rồi. Bên này cắm nhiều lắm. Cắm nhiều lắm hả bà? Bà ơi, cho con hỏi một chút. Có phải ở đây cái vàng này là cái vàng đặc trưng của dân tộc mình đúng không ạ? Ừ. Họ tự làm đúng không ạ? Ừ. Cái này thì mình dùng để mình thay cái đốt vàng mã bình thường hả bà? Ừ, thay cái đấy. Mình dùng vào trong những cái gì nào bà? Dùng đến từ 30 đến 15 giảm mới hết. Nhưng mà con nghĩ bà mua ít thế này liệu có đủ không ạ? Nhà còn có cái vàng to mà. Ở nhà có cái to tướng. Các bạn lấy một cái nữa, con mua cho bà một cái nữa nhé. Cho nó đủ ạ. Anh ơi, một cái này bao nhiêu tiền ạ? 5.000. Thêm một cái nữa bao nhiêu tiền? Thêm một cái nữa là 5.000. Đến đấy. Đến rằm. Ừ. 30 đến rằm mới hết Tết. Ừ. Thế ngày mùng 1 thì mình làm gì hả bà? Một để gà thiến cứ cúng thế. Mùng 2 ạ? Mùng 2 thế con gái về chơi ăn thế thôi. Thế con ngày nào thì mình ăn to nhất trong những ngày Tết đấy ạ? 30 đấy. 30? Ừ. 30 thì có những cái lễ vật như thế nào? Mình chuẩn bị mâm cúng như nào bà? Gà thiến rồi có gì da lem cái gì có hết. Ừ, chả cái gì có hết.
Còn món bánh ạ? À? Có bánh trưng, kẹo, mứt, cái gì có hết, các làm hết. Tự mình làm? Tự mình làm hết. Vâng. Con chúc bà và gia đình năm nay có một cái Tết thật là đầm ấm vào nhé. À vâng. Đến với chợ phiên Tân Sơn thì mặt hàng không thể thiếu, đó chính là cái gian hàng bày bán những cái trang phục cũng như là những cái đạo cụ phục vụ các nghi lễ của người Nùng. Cháu chào bà. Bà ơi, bà ơi, bà cho cháu hỏi một chút, đây là những cái mặt hàng gì đây ạ? Bà ơi, đây là gì ạ? Bà ơi, đây là gì ạ? Đây là điểm ngợ, điểm đi ngợ, bà, các bà làm then. Cho các bà làm then cho các nghi lễ phải không ạ? Ờ, nghi lễ đấy. Báo đi lại. Bà ơi, bà ơi. Bà ơi, đây có phải là cái dây lên đai cho các bà làm then bằng cái nâng đai của mình phải không ạ? Phải. Phải ạ. Những cái mặt hàng này là bà tự làm hay là bà mua ở đâu ạ? Tự làm, bà tự làm thôi, bà tự may đấy. Đấy ạ, bà tự may. Thôi biết phải à. Bắn ngư lại, bên đây là quăng teo lại. À bà xem thấy ba mình đẻ à. Ủa, mình thấy xế rồi. Nhi hà xế, bên đây quăng teo và chất thi hà xế bên đây. Bà ơi, ta trả lại đây này. Chưa có tiền trả lại đây này, có tiền để không cho bà mượn đấy. Cái phụ kiện mà phục vụ cho một bà làm then trong cái nghi lễ mừng thọ hoặc là cái nghi lễ làm then của bà then là những cái gì ạ? Cái này này, một cái thế này, một cái thế này bà là điểm tướng. Bà tơ cao đây nè. Một cái thế này là điểm tướng, đây là cái này là gọi là cái chiếu ngồi bà then là giải nhất, là được đón tướng xuống này. Xong xuôi nhá. Ờ xong xuôi rồi. Vâng, xong xuôi rồi bà lại. Cái này là đón tướng này, cái này là đi ngự, là gọi là đi ngự này, còn cái này là vắt, cái này là vắt vai này đấy, cái này là một bộ, cái này là vắt vai đây, còn là cái này là cái màn quay gọi là bàn thánh ấy, màn thánh ấy, cửa bàn thánh, cái này là để mình giải lên cửa bàn thánh. Ừ, cái này giải lên cửa bàn thánh dài lắm đây này, đấy đấy, cái này cửa bàn thánh. Cái này là bộ ngựa của các thầy là nó đi theo cái này có phải khi mà các bà then vào các ngựa. Cửa là phải sắp cái này. Đấy, đúng. Nó phải đi theo cái này. Cái đấy nó phải đi theo cái này. Cho cái yếm đây. Cái này gọi là cái yếm. Đó là cho vào thế này. Đấy. Sắp cái này. Thế là đủ. Đấy là đủ những cái phụ kiện của các mùa của một bà làm then. Vâng, đấy. Còn đây thì là những cái mũ áo. Ừ, đấy là gọi là của người thổ đặc người Nùng, mũ với lại cái áo của người Nùng thì áo không có, nhưng mà cái mũ là mũ đặc người Nùng đấy. Mũ này thì sao mà phân biệt đâu là mũ của cho con trai, đâu là mũ cho con gái hả bà? Đây là con gái, đây là con trai. Bây giờ không cần nữa rồi. Đây nó có cái thế này là con trai, nó có cái dây thế này là con gái. Mũ này thì bé mấy tuổi thì được hả bà? Được à, tùy theo cháu, cái đầu to thì là 1 là 3 tuổi, cái này là 3 tuổi đấy.
cái này là 1-2 tuổi. Còn đâu là những cái phụ kiện để gắn lên cái áo của dân tộc? Gắn lên áo của dân tộc. Áo dân tộc cái. Không thì cái này. Cháu lấy cái này đã. Chưa, cháu đang mà nói vào mic đây này. Bà ơi, những cái áo này là bà. Cái này là có người đặt rồi nhưng mà nó chưa lấy gì. Cái này có người nó đặt rồi, nó bảo à hôm nay nó chơi. Bà ơi, cái áo này là bà tự may à? Tự may đấy. Tất cả những cái này là bà tự làm hết, còn mỗi cái này là mua nhập ở hàng. Ví dụ như là để làm ra những cái sản phẩm để bày bán trong những cái dịp chợ hay dịp Tết như này thì bà có mất nhiều cái thời gian không ạ? Mất nhiều lắm. Hôm nào cũng làm. Ngày nào cũng làm. Ngày nào cũng làm. Tối bật điện thì làm những cái nhỏ nhỏ này, tối thì làm những cái nhỏ này, những cái nhỏ này. Còn ban ngày thì mới thấy cái đường làm cái này. Đây là mình thêu hay là mình tự thêu đây, tự may đây. So với trước kia, chợ Tân Sơn hiện nay đã phong phú các mặt hàng. Nhiều mặt hàng trước đây tưởng chừng khan hiếm, nhưng nay đã được các lái buôn vận chuyển từ dưới xuôi lên. Đó là những mặt hàng nhu yếu phẩm, quần áo, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Mặc dù vậy, ở chợ vẫn có những mặt hàng là sản phẩm tự tay của người nùng làm ra rất được ưa chuộng, như những loại thuốc nam, bằng rễ hay lá, quả, các cây rừng, đặc biệt là loại hương này. Cái chất liệu gì, một cây gì đấy ạ? Cái đây là cây mai. Cây mai đã to đấy. Cây mai đấy thì mình lấy ở đâu ạ? Cây mai mình tự trồng. Trong mình lấy mai mình không có thì mình lại đi mua. Cây mai khác, cây tre khác nhá, cây trúc khác nhá. Đấy, đúng là cây mai làm trái nhất. Cây mai thì tên dân tộc mình gọi là tên gì ạ? Cây mai là mai mơi. Để làm những cái bó hương như thế này thì mình có mất nhiều thời gian và rất nhiều công đoạn không ạ? Mình rất nhiều, rất nhiều. Còn là nó thật ra như các cháu bây giờ đấy là mình lấy về trẻ xong mình lại về ngâm nước giò, đun nước giò nhá, sôi lên nhá, lại phơi thì mới làm. Nếu mà mình không phơi được thì mình lại ngâm khoảng độ 2 tháng mới làm được, nó mới chín cây, nó mới cháy. Đấy. Ở chợ mình thì bày bán nhiều nhất vào dịp Tết là chính là những cái hương này. Ở đấy những cái hương này, hương nhẹ nhất. Bà bán chỉ vào dịp Tết hay là những cái ngày thường bà có bán? Thường bà bán mà thường bán được ít thôi. Mà chỉ bán ngày Tết này là mấy phân chợ được nhiều. Chợ Tân Sơn dường như là một không gian đặc trưng nhất, thể hiện nét văn hóa của người dân tộc Nùng. Trong nét văn hóa đó có cả văn hóa vật thể, phi vật thể. Nhiều người đến chợ chẳng để mua hay để bán. Họ đến để tìm những người bạn tình qua câu hát ngày xưa. Song hao là một loại hình dân ca đặc trưng của dân tộc Nùng. Về với phiên chợ Tân Sơn hôm nay, không khó để chúng tôi bắt gặp những tốp hát giao duyên như thế này. Song hao là lối hát giao duyên của người Nùng. Trước kia khi chợ họp ban đêm cũng là lúc nam thanh nữ tú đến chợ để hát thâu đêm suốt sáng. Qua những câu hát tình tứ, thiết tha, họ muốn tìm người bạn đời của mình. Ông Sư hôm nay cũng đến chợ hát để nhớ lại những câu chuyện tình xưa của mình. Lâu lắm vì cái bản sắc dân tộc mình không bổ được, nhưng lâu lắm nhớ nhau là hát thôi. Chẳng có gì thay đổi không. Hát thì thường vào ngày nào? Thường là vào hội 12 tháng Giêng. Leo 14 tháng Giêng. Hai hôm đấy. Khi những câu hát song hao chỉ còn vang vẳng cũng là lúc phiên chợ đã xế chiều. Tan chợ, bà Mến cũng đã kịp mua cho gia đình đầy đủ những mặt hàng cần thiết trong dịp Tết này. Vậy là niềm vui đến chợ hôm nay, bà đã trọn vẹn. Hôm nay bà mua được những cái gì đấy ạ? Bà mua giấy về để tháng riêng để cầu mát. Còn và ngoài ra thì bà mua gì nữa không bà? Bà mua mắm muối, rồi mì chính, rồi kẹo. Người dân tộc mình ăn Tết có to không ạ? Ăn Tết thì vẫn bình thường, mọi năm thì đến Tết thì thịt lợn, thịt gà, rồi cúng tổ tiên, ông táo. Chợ phiên Tân Sơn giống như một giai điệu trong bản nhạc sắc màu của văn hóa dân tộc Nùng nơi đây. Giai điệu ấy tươi vui, rộn rã và chứa đựng thật nhiều tình cảm, giản dị, mộc mạc mà đượm nghĩa tình của người Nùng ở dẻo cao này.